Mình khui thùng cái con này là ThinkPad T14s. Cái hàng này là hàng Refurbit này. Refurbit là cái hàng có thể thay thế một linh phụ kiện đã qua sử dụng, nhưng mà gần như là nó không thay đâu. Và đây là cái hàng Refurbit từ Lenovo có packing list này, riêng này. Thế tại sao đây cái hàng ThinkPad nhưng mà nó lại dán tem Lenovo? Thì mình nói rồi, đây là cái tiêu chuẩn của hàng Refurbit thì nó không thể như là cái hàng nguyên niêm phong, là nó phải chuẩn y chì, nên nó có cái gì nó dùng cái đấy. Có thể là tem đỏ, có thể là tem đen. Nhưng đây là có packing list này chứng minh này. Đây, có packing list này. Của trang của Lenovo luôn. Ship date của nó là ngày 13 tháng 3. 13 tháng 3 rất là mới nhá. Đấy, cái tem này tem chống giả đấy. Đấy, bóc ra là có chữ Lenovo này. Đấy. Đấy, tem này tem chống giả của Lenovo anh nhá. Vâng. Thì anh cu đi. Bóc tay. Thế anh biết đến hàng lắp là qua kênh nào? Em tìm kiếm trên internet ạ. Một số các dòng máy em quan tâm đến chức năng về văn phòng, mỏng gọn nhẹ, pin lâu và mang đi cơ động và bền bỉ. Thì chuẩn luôn. Đây, tiếp tục ở trong này nó cũng miêu tả để tránh nhầm lẫn cái hàng đây là hàng Revit này, có tem mà không được 100% nhưng được 99%. Cảm rất là nhẹ đúng không? Còn cái chất nó kiểu là chất liệu nó bền, anh có va đập anh có rơi nữa thì nó cũng bền hơn là những chất liệu kia đúng không? Đây là con ThinkPad T14s Gen 4. Con này có i7 thế hệ 13 chip U, RAM 16GB, RAM này RAM liền không nâng cấp được, ổ cứng SSD 1T. Màn hình của nó rất là quý này, WXGA. Màn hình cảm ứng lặng khoảng 1.2. Rồi, cảm ơn anh Lâm, rất là thủy chung của ThinkPad. Bao nhiêu năm rồi anh dùng ThinkPad này? Bao nhiêu năm? 20 năm. 20 năm rồi.